Các bạn thân mến, mẫu nhà 2 tầng mái nhà hiện đại là sự lựa chọn tối ưu cho một không gian sống thoải mái hiện đại, thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi. Hãy cùng Tân Á chiêm ngưỡng mẫu nhà đẹp được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Trung tại Yên Thế, Bắc Giang ngay trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Quan sát tổng thể của ngôi nhà 2 tầng hiện đại này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự kết hợp hài hòa giữa các hình khối và cảnh quan xung quanh, tạo không gian sống gần gũi hơn với thiên nhiên. Ngôi nhà sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, góp phần làm cho không gian ngoại thất trở nên nổi bật và ấn tượng hơn. Ngoài ra, hệ thống cửa chính sử dụng gỗ kết hợp với khung pano kính. Có thể nhận thấy rằng ngôi nhà được thiết kế hệ mái Nhật đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho ngôi nhà. Bậc thang cấp và chân tường được ốp bằng đá hoa, càng làm tôn thêm vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà. Và tiếp theo, công năng của ngôi nhà được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 7,5 x 11, căn nhà của gia đình anh Trung được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1, gồm một phòng khách, phòng bếp công ăn, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân ướt. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một không gian phòng thờ, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa đã tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Trung tại Bắc Giang. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy gọi hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!